tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin làm đẹp tới cho các bạn. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là có nên sử dụng collagen hay không. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về độ quan trọng của collagen nhé ừ khi nhắc đến collagen thì điều đầu tiên mọi người nghĩ đến đó chính là tác dụng của nó đối với da mặt của chúng ta như là chống lão hóa này cũng như là khiến cho chúng ta trẻ lâu hơn đúng không nhưng thực tế thì không bởi vì collagen nó còn có nhiều công dụng hơn bạn nghĩ cơ thậm chí là nó còn có nhiều công dụng với tóc móng da hệ xương khớp và thậm chí là cả, cả hệ răng miệng của chúng ta vậy collagen là gì Collagen thực chất là một loại protein chiếm hơn 70% cấu trúc trên da của chúng ta và collagen thì vô cùng quan trọng đối với mỗi người. Đừng nghĩ rằng nếu như bạn thiếu hụt collagen thì nó chỉ ảnh hưởng tới da không thôi mà nó còn ảnh hưởng đến những bộ phận khác trong cơ thể của chúng ta. Ừ, collagen thì sẽ duy trì cho chúng ta trẻ lâu hơn này, cũng như là khiến cho chúng ta khỏe mạnh hơn và giữ gìn vóc dáng cho chúng ta đẹp hơn. Và đó chính là lý do mà hiện nay nhiều người rất sử dụng collagen từ tiêm, truyền, uống rồi cho đến là thậm chí là bôi cơ. Và hãy tưởng tượng rằng nếu như cơ thể của bạn thiếu hụt collagen một cách nghiêm trọng thì cơ thể bạn sẽ xảy ra những vấn đề gì? đầu tiên là đối với mắt nếu như bạn thiếu hụt collagen nghiêm trọng thì mắt của bạn sẽ bị giảm thị lực dần cũng như là việc lâu dài sẽ dẫn đến đục thủy tinh thể và mù loà thứ hai đó chính là đối với da điều này chắc chắn rồi nếu như thiếu hụt collagen thì da của chúng ta sẽ nhăn nheo lão hóa sớm đi như bà già vậy và thứ ba, đó chính là tác dụng của collagen đối với hệ xương khớp của chúng ta. Nếu như thiếu hụt collagen, hệ xương khớp của chúng ta sẽ không được phát triển toàn diện, đồng thời với việc là chúng ta dễ dàng mắc các bệnh về xương khớp hơn. Thứ tư, đó chính là nếu như thiếu hụt collagen, các vết thương của chúng ta sẽ lâu lành hơn, cũng như là đồng thời nó sẽ không không liền lại được và rất lâu để bạn lành lại vết thương đó. Thứ năm, đó chính là nếu như bạn thiếu hụt collagen một cách trầm trọng thì da và móng của bạn sẽ xấu đi trông thấy à, móng tay móng chân của bạn sẽ khô này rồi là dễ bị gãy này à, tóc của bạn thì khô sơ và rất dễ gãy rụng thậm chí là nó còn lâu mọc dài được nữa cơ và đó chính là lý do tại sao collagen trở thành một trong những sản phẩm cũng như là một trong những uh, cái việc cực kỳ quan trọng mà chúng ta cần phải cung cấp cũng như là phải kích thích sản xuất collagen trong cơ thể và để đáp ứng được điều này thì theo anh thấy hiện nay có khá là nhiều phương pháp để cung cấp collagen vào trong cơ thể. Như anh vừa nói đó là tiêm, truyền, uống và bôi. Khi nói đến tiêm và truyền thì mọi người sẽ sợ một chút tại vì là mình sợ phải đụng chạm đến dao kéo rồi là bị đau đúng không? Tuy nhiên thì theo anh thấy với cái phương pháp uống collagen là một trong những phương pháp được rất nhiều người sử dụng hiện nay bởi vì cung cấp collagen bằng đường uống nó vừa bổ sung dưỡng chất cho cơ thể à, vừa cung cấp collagen một cách an toàn và hiểu được điều này thì kiều anh cũng như là siêu thị hàn quốc đã tìm kiếm và tìm thấy một giải pháp được rất nhiều chị em phụ nữ sử dụng đặc biệt là chị em phụ nữ tại hàn quốc đó chính là sản phẩm nước uống collagen 10.000 10 vp và đây là một trong những sản phẩm đang gây bão trên thị trường hiện nay vậy tại sao nó lại tốt như thế và nó có những công dụng như thế nào thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu nhé Đầu tiên, đó chính là sản phẩm collagen này thì được sản xuất bởi hãng Samsung, một trong những hãng vô cùng nổi tiếng tại Hàn Quốc mà các bạn biết rồi đúng không? Và với cái sản phẩm nước uống collagen như thế này thì mùi vị của nó dễ chịu này, dễ uống này, cũng như là trong quá trình sử dụng không gây ra tác dụng phụ hay là phản ứng phụ gì với cơ thể. Và điểm đặc biệt ở sản phẩm nước uống collagen này đó chính là được sản xuất với công thức collagen thủy phân, một trong những công thức collagen vô cùng hiệu quả và được rất nhiều người áp dụng hiện nay. Ừ, thực ra nhá, như ông anh có chia sẻ ấy Thì sau 25 tuổi thì collagen trong cơ thể của chúng ta sẽ sản xuất chậm hơn Và sau 30 tuổi thì các dấu hiệu lão hóa trên gương mặt của chúng ta sẽ bắt đầu hình thành Đó là các nếp nhăn, vết nám, tàn nhang hay là tân, chân chim đúng không? Và chính vì vậy thì với việc là cung cấp collagen cho cơ thể của chúng ta không bao giờ quá là sớm cả Và bản thân ông anh bây giờ thì cũng đang sử dụng sản phẩm collagen này như là một sản phẩm làm đẹp à, hoàn toàn tự nhiên và với cái sản phẩm collagen này khi nói đến nó thì có những công dụng tuyệt vời. Đầu tiên, đó chính là sản phẩm nước uống collagen 10.000 VIP này thì có khả năng là ngăn chặn sự lão hóa sớm và kích thích sản sinh collagen trong cơ thể của chúng ta nghe thì có vẻ khá là vô lý đúng không? Nhưng mà trên thực tế đây là điều đã được rất nhiều nghiên cứu chứng minh rằng nó có tác dụng như vậy thật. Và khi chúng ta sử dụng thì sản phẩm nước uống này thì sẽ kích thích sản sinh sản sinh collagen trong cơ thể của chúng ta, đồng thời là khiến cho chúng ta là ở da của chúng ta căng bóng mịn màng hơn và giúp chúng ta là xóa bỏ đi cái nỗi lo mà xuất hiện vết nhăn hay là vết nám tàn nhang chân chim thứ hai đó chính là với sản phẩm collagen này khi chúng ta sử dụng nó sẽ khiến cho móng và tóc của chúng ta được phát triển tốt hơn nghĩa là móng và tóc của chúng ta sẽ được bóng hơn này khỏe mạnh hơn nó sẽ kích thích sự phát triển của tóc của chúng ta khiến cho tóc của chúng ta được dày dài mượt hơn và khỏe mạnh hơn tránh tình trạng khô sơ gãy rụng cũng như là việc khiến cho móng của chúng ta được bóng hơn này rồi khỏe mạnh và dày dặn hơn thứ ba, đó chính là nước uống collagen 10.000 10 VP này thì nó sẽ giúp cho hệ xương khớp của chúng ta được tốt hơn. Điều này thì chắc chắn rồi và không có gì để bàn cãi nữa, bởi vì nếu như cơ thể của chúng ta được kích thích sản sinh collagen một cách tuyệt vời cũng như là ở sản phẩm này thì khi chúng ta uống vào nó sẽ khiến cho hệ xương khớp của chúng ta phát triển tốt, đồng thời là ngăn chặn các căn bệnh về đường xương khớp. Thứ tư, đó chính là khả năng hỗ trợ là tăng cường thị lực cho chúng ta. Điều này thì như anh vừa nhắc bên trên, đó chính là nếu như cơ thể của chúng ta sản sinh collagen càng nhiều, thì thị lực của chúng ta càng tốt và ngăn chặn được khá nhiều căn bệnh về đường thị lực như là đục thủy tinh thể hay là mù loà và một điều cuối cùng nữa mà chắc chắn không thể thiếu đó chính là sản phẩm nước uống collagen này thì khiến cho da rẻ của chúng ta hồng hào hơn ngăn chặn tình trạng lão hóa cũng như là khiến cho vóc dáng của chúng ta được đẹp hơn và chúng ta có thể duy trì được cái vóc dáng thon thả trong một thời gian dài và với sản phẩm tuyệt vời như này thì các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm bởi trong quá trình sử dụng chúng ta sẽ không bị tác dụng phụ hay là làm sao cả và mùi vị của nó thì cũng cực kỳ là dễ uống với sản phẩm này thì mỗi ngày chúng ta hãy dùng một lọ trước khi đi ngủ và cái thời điểm tốt nhất đó chính là sau khi chúng ta uống xong thì chúng ta đi ngủ luôn và không nên hoạt động hay là ăn bất cứ thứ gì nữa bởi vì khi đó thì collagen sẽ được hoạt động tốt hơn cũng như là kích thích sản sinh collagen cho chúng ta một cách tốt hơn và đối với phụ nữ tại Hàn Quốc thì khi uống hay là cung cấp collagen họ sẽ có thời gian nhất định Đó chính là 3 tháng đầu thì họ sẽ sử dụng collagen rồi sau đó nghỉ một tháng và 3 tháng sau đó sẽ tiếp tục sử dụng và các bạn hãy nhớ rằng nếu như chúng ta muốn có một làn da khỏe mạnh và muốn có một làn da căng bóng không bị lão hóa sớm thì với việc sử dụng sản phẩm nước uống collagen này không chỉ là một ngày một ngày hai là đã được đâu mà chúng ta phải kiên trì sử dụng trong một thời gian dài chỉ có như thế thì da rẻ của chúng ta mới được khỏe mạnh hơn và tất nhiên là không có bất cứ một loại sản phẩm nào chúng ta chỉ uống một hai ngày hay là một hai tuần nó đã cho tác dụng đáng có rồi bởi vì nếu như chúng ta sử dụng collagen là phải sử dụng trong thời gian dài và chúng ta phải kiên trì sử dụng thì những kết quả nó mang đến mới vững chãi cũng như là khiến cho da của chúng ta không bị lão hóa sớm và mọi người thì thường hỏi kêu anh rằng là với một sản phẩm tuyệt vời như thế này thì chúng ta nên mua ở đâu thì anh cũng gợi ý rằng siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ là một trong những địa chỉ uy tín để các bạn có thể mua sản phẩm này bởi siêu thị Hàn Quốc với tiêu chí chất lượng là uy tín, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ Hàn Quốc, cũng như là việc là khi nhận sản phẩm bạn được phép kiểm tra hàng rồi mới thanh toán. Và điều quan trọng đó là chúng ta được phép đổi trả hàng trong vòng 7 ngày nếu như khi nhận hàng bạn thấy sản phẩm không đúng với những gì mà video đã mô tả. Và Oanh cũng xin được gợi ý một trong 3 phương thức để chúng ta có thể đặt hàng sản phẩm tại siêu thị Hàn Quốc. Đầu tiên, các bạn hãy gọi điện tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm nước uống collagen này. Phương thức thứ hai đó là các bạn có thể nhấn vào đường link mô tả ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com để đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để có thể nhận được nhiều tư vấn hơn từ các chuyên viên cũng như là nhận được nhiều ưu đãi hơn dành riêng cho sản phẩm nước uống collagen 10.000 VIP đến từ Hàn Quốc này và quan trọng là chúng ta có thể gặp nhau để trao đổi các thông tin kiến thức làm đẹp đúng không ạ? Và hy vọng với những thông tin mà kiểu anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì các bạn đã nhận ra được tầm quan trọng của việc chúng ta cần phải bổ sung collagen cũng như là việc nhận ra được hậu quả nếu như chúng ta thiếu hụt collagen thì sẽ như thế nào. Và chúc các bạn luôn giữ được nụ cười trên môi, luôn có được làn da khỏe mạnh cũng như là giữ được nét thanh xuân theo thời gian. Kiểu anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Bye bye. Các bạn còn muốn tìm hiểu thêm thông tin về những sản phẩm tương tự thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những sản phẩm mới nhất, những video mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h.